Nhưng mà trước khi tọa liên đài, trước khi ngồi tòa sen, thì đồng đạo chúng ta phải về gặp thầy mới được đồng đạo ạ. Nếu như giờ này giả sử như mình là cái người niệm Phật tinh chiến, tôi và quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tôi và quý vị niệm Phật được bản lai thanh tịnh, thì lúc bây giờ là chúng ta là phải nói rõ là mình về với Phật rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ về với Phật bằng cái tâm thức, rồi về đó đợi đến khi đức thầy chúng ta lạc hội, đến cái ngày mà tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian Phật chung cùng, thì đến ngày đó chúng ta sẽ về cùng với đức thầy ở tại non bồng tại thế đây, bồng lai tại thế sẽ về cùng đức thầy. Rồi khi về cùng đức thầy, mà đức thầy cho biết là trên đài cao gọi các linh hồn, khi về cùng đức thầy, đức thầy định ngôi phân tứ xong rồi, người nào phước đức lớn, niệm Phật được bản lai thanh tịnh, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì lúc bây giờ đức Phật A Di Đà sẽ có sẵn ở tại đó. Bởi vì long qua tiên Phật đáo ta bà, ta có tình yêu rất đường nồng, yêu đời yêu lần cả non sông, tình của đức thầy. Ở phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Chí Tâm sẽ đến diễn đàn để thuyết giảng với đề tài có liên quan đến bốn câu thi trích trong sống giảng khi ăn của đức thầy như sau: đành rằng lỡ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa ý lòng, niệm dưỡng Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rút lại mong vọng. Xin trân trọng kính mời giáo lý Phật Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa đồng đạo Lê Văn Tam là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang. Kính thưa giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều đến từ xã Tây Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong địa phương của huyện Chợ Mới đồng về tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa phụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể kiều đồng đạo hiện diện thân kính. Đêm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2022, và hôm nay cũng là ngày 27 tháng 9 niên Nhâm Dần. Chúng tôi và giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều cũng được sự phân công của ban phổ biến giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào buổi tối như thế này, để cùng nhau chia sẻ qua lời châu ngọc của tổ thầy. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi sức khỏe, lời thăm hỏi gia quyến, cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi được về nơi đây, tức là nơi làm việc của ban trị sự thị trấn Chợ Mới của tỉnh An Giang. Thì do nhu cầu ở địa phương cũng còn vấn đề về trụ sở chưa đầy đủ, cho nên nơi tổ chức thuyết giảng chúng ta còn phải tạm mượn rất là chật hẹp và ở gần ngay cái lỗ lớn. Tuy vậy thì quý đồng đạo trong ban tổ chức cũng như quý ban trị sự xa gần trở về đây cùng với chúng tôi
chúng ta có một cái buổi thuyết giảng giáo lý vào đêm nay. Và nói chung thì theo Ban Chức cho biết rằng thì cách khoảng thời gian cũng khá dài, tức là từ hậu Covid-19 đến nay, thì hôm nay cũng là phiên thuyết giảng đầu tiên trong cái thời gian dài xa cách cái quá trình tạm ngưng cái công tác của truyền giáo lý. Thì nói chung giờ này thì mỗi đồng đạo chúng ta, thì mỗi người cũng đã có một cái định hướng cho mình trên cái lộ trình giải thoát. Có thể nơi đây đồng đạo không nghe thuyết giảng trực tiếp, tuy nhiên thì với cái thời buổi 4.0 như giờ này thì chúng ta có thể đem Phật Pháp ở đến nhà mình bất cứ lúc nào nếu như mình cần thiết. Do vậy cho nên vào thời kỳ này thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái lộ trình tu hành là một cái vấn đề rất là dễ dàng, thuận tiện, đầy đủ phương tiện để cho chúng ta thăng hoa vào cái lộ trình trở thành tiên Phật, cũng như đi đến cái con đường chân thiện mỹ ở tương lai sau này. Vì vậy cho nên ngày xưa thì đồng đạo nhớ, các vị tổ mà muốn cầu Pháp thì làm một cái việc hết sức là khó. Ngày xưa thì cũng có rất là nhiều người muốn tu, nhưng mà cái người nói Pháp thì khó lắm. Chứ không phải như giờ này thì gần như chúng ta muốn cái gì thì nói chung là gần như đều có đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu. Cho nên tôi nhớ ngày xưa nhị tổ Huệ Khả, tức là lúc bây giờ đến để cầu Pháp với Bồ Đề Đạt Ma, thì với một cái tâm cầu Pháp, tuy nhiên Thần Quang thì trước đó là một cái vị võ tướng, tay dính đầy máu tươi. Vì vậy cho nên khi đến cầu Pháp thì tổ lúc bấy giờ thì cửu niên diện bích ở tại Thiếu Lâm Tự, tức là gần như là xoay mặt vào vách tường, không tiếp chuyện ai cả. Thì theo chuyện kể Phật giáo kể lại, lúc bấy giờ tổ Huệ Khả phải ngồi ở phía trước, tức là phải quỳ ở phía trước để cầu Pháp 7 ngày 7 đêm vào cái một cái mùa mưa, tức là dầm mưa giải nắng, nhịn đói nhịn khát 7 ngày 7 đêm để cầu Phật Pháp. Nhưng mà cuối cùng thì tổ vẫn chưa nói Pháp. Tổ nói rằng tay của ngươi còn dính đầy máu tươi, mà hôm nay ngươi đến cầu Pháp thì biết bao giờ ngươi mới giải thoát. Thì lúc bây giờ Thần Quang biết được ý của tổ, cho nên thì ông mới chặt bỏ cánh tay phải của mình, hy sinh cánh tay phải của mình. Vì vậy tổ mới chấp nhận và Bồ Đề Đạt Ma mới thuyết giảng Pháp. Vì vậy cho nên tương lai sau này thì Thần Quang, tức là nhị tổ Huệ Khả, tức là một trong 6 vị tổ của Trung Hoa và một trong 33 vị tổ của Đạo Phật. Như vậy sở dĩ tôi nói vấn đề này để chúng ta thấy rõ rằng ngày giờ này tôi và quý vị mình rất là may mắn. May mắn thứ nhất là chúng ta ở vùng thánh địa. Nơi đây có thể nói là vùng thánh địa của làng Hòa, gần làng Hòa Hảo. Và đặc biệt huyện Chợ Mới này thì Đức Thầy cũng đặt chân đến đây rất là nhiều. Trong sấm thi thì Đức Thầy đặt chân đến viếng làng Mỹ Hậu Đông. Rồi bên cạnh đó thì trong các điểm vào Lục Châu thì Đức Thầy cũng đến làng Chợ Mới đến mấy lần, ở lòng ông trưởng này cũng như các nơi khác. Và hơn thế nữa thì từ đây qua Tổ Đình, nơi trái tim của đạo, rất là gần. Cho nên có thể nói một góc độ nào đó thì tôi và quý vị là những người có rất là duyên sâu với Thầy Tổ ở nơi đây. Vào thời kỳ cuối cùng này, chẳng những chúng ta có được Phật Pháp mà mình còn gặp được một vị tôn sư, là một vị Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành vào thời kỳ này để giáo hóa một cái chân lý tuyệt diệu, với một cái giáo thuyết Phật Đà, với một cái giáo thuyết học Phật tu nhân, nói theo Đức Thích Ca ngày trước, nói theo triết lý Phật Đà để đưa chúng ta vào lộ trình giải thoát. Như vậy thì giờ này với vai trò trách nhiệm là người tín đồ tại gia cư sĩ, thì đồng đạo chúng ta không khó khăn gì khi mình vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và chúng ta vừa lo tu hiện chân chất, tức là hai mặt về tinh thần và vật chất mình phải làm sao chan hòa với nhau. Bởi vì mỗi con người chúng ta, đồng đạo thấy rõ rằng đây là tôi nói mặt bằng chung về tư tâm lý chung mỗi con người, thì hai yếu tố cần phải có, vật chất và tinh thần. Dầu rằng người có đạo, dầu rằng người không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà họ vẫn có phần tinh thần, họ vẫn sợ tội, họ vẫn sợ phước,
họ sợ rồi ngày mai này mốt nọ họ sẽ trôi lân về một cái nơi hết sức là đau khổ, một cái phương trời xa thẳm. Họ cũng biết hên, họ cũng sợ xui, họ cũng mong cầu cái phúc, và họ cũng biết ít nhiều về luật nhân quả. Cho nên đó là một sự tín ngưỡng chung cho tất cả nhân loại chúng sinh, chứ không riêng gì một cá nhân nào. Và nếu nói góc độ đó thì giờ này mình phải nói rất là may thay hơn, bởi vì mình đã hiểu được cái con đường đi của mình khi chúng ta là tín đồ của Thầy. Hàng ngày mỗi đồng đạo mình ngồi với nhau, rồi nghe, rồi học, rồi đọc, thì mình cũng biết được rất rõ thế nào là giải thoát, thế nào là địa ngục trầm luân, thế nào là cảnh sanh lão bệnh tử, và thế nào là con đường về cõi Phật. Và đồng thời mình cũng biết được đường đi nước bước, biết được định hướng, biết được nỗi khổ niềm đau, biết được hạnh phúc tuyệt vời, và đồng thời biết luôn cả những cái phương thuốc để chữa trị bệnh, biết luôn cả những cái phương tiện để giúp cho chúng ta rời bể mê sông khổ này, tiến đến bờ giác ngạn giải thoát. Cho nên giờ này theo tôi nghĩ rằng chỉ còn một vấn đề quan trọng nữa là chúng ta tu hành thực hiện đúng lời Đức Thầy. Đó là phần việc của chúng ta. Phần việc Đức Thầy đã xong. Khi Đức Thầy chúng ta hạ bút thần thơ đã đề khai, khi Đức Thầy chúng ta lâm phàm độ thế 7 năm 10 tháng 7 ngày là phần việc Đức Thầy đã xong. Những cái bài vở, những cái điều gì quan trọng thì Đức Thầy đã để lại hết rồi. Bao nhiêu tâm não gốt tôn dặn dò kỹ lưỡng trong đơn khóc tùng. Vì vậy cho nên giờ này đến cái phần việc còn lại là của tôi và quý vị. Chỉ cần chúng ta mở quyển sách giảng thi văn toàn bộ ra, chỉ cần chúng ta dành thời gian học đọc, chỉ cần chúng ta thực hiện y theo lời Ngài đã dạy, thì bao nhiêu đó là ngoài Ngài đã mãn nguyện rồi, bao nhiêu đó là đủ rồi. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng vấn đề này không khó. Tuy vậy, trên con đường tu của mình, tôi và quý vị chúng ta đều có những cái mối âu lo. Tại sao lại có mối âu lo? Bởi ông cha ta thường nói một câu phương ngữ, tức là càng tu càng thấy tội, mà càng học càng thấy dốt. Khi mình chưa học Phật, chưa biết tội phước, mình chưa hiểu được con đường đi nước bước, thì lúc bây giờ mình không quan tâm đến. Nhưng mà khi mình tu hành, khi chúng ta có học Phật rồi, thì mình nhìn lại cái quãng đường đi trước của mình, nhìn lại cái hoàn cảnh hiện tại của mình, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ phát hiện ra rất là nhiều cái điều hết sức là hụt hẫng. Và chính vì những điều hụt hẫng đó, nhiều khi trong lòng của mình luôn luôn âu lo, luôn luôn có những cái gì đó gần như mình chưa hài lòng cho mình, gần như có cái gì đó mình rất là sợ đến cái bước đường tương lai của mình. Tôi cũng vậy, tất cả chúng ta cũng vậy. Mà chẳng những ngày giờ này tất cả chúng ta cũng như thế, mà ngày xưa cũng vậy. Trong quá trình Đức Thầy khai đạo 7 năm 10 tháng 7 ngày thì cũng rất là nhiều người đồng đạo của mình, tín đồ của Thầy cũng lo ngại các vấn đề mà chúng tôi vừa nói. Thì trong nhóm những vị tín đồ đồng đạo chúng ta lo ngại đó, thì trong đó có ông Phan Châu Bá. Ông này cư ngụ tại tỉnh Long Xuyên. Tỉnh Long Xuyên ngày xưa vào năm Tân Tỵ 1941 thì ngay giờ này là tỉnh An Giang chúng ta, tức là thành phố Long Xuyên, ngày xưa là tỉnh Long Xuyên. Và đặc biệt thì lúc bây giờ Đức Thầy đang cư ngụ tại nhà ông Ký Giỏi, cụ thơ ký của Sở Phủ Nam Kỳ ở tại Bạc Liêu. Thì lúc bây giờ ông Phan Châu Bá là cái người theo tôi nghĩ, tức là đã sùng đạo rồi, tức là đã trở thành tín đồ của Thầy rồi. Nhưng mà ổng cũng để trong lòng một cái sự âu lo như tôi và quý vị vậy. Cho nên ông mới than với Đức Thầy qua bốn câu giảng rằng: ăn và bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bọc. Thì chính vì vậy cho nên ông đặt vấn đề, ông hỏi Đức Thầy. Cho nên ý ông muốn nói rằng tan bồng là gì? Tan bồng theo chúng ta hiểu là cái, tức là cái nợ làm trai. Bởi vì nếu nói về khái niệm tan bồng thì mình thấy ngay là khái niệm này có ở một cái nét văn hóa của Trung Hoa. Thì những cái kinh điển, những cái sử sách ngày xưa thì còn lưu lại. Cho nên để hiểu cái từ tan bồng thì chúng ta phải hiểu một số về cái nét văn hóa của Trung Hoa. Thì đây là một cái nét văn hóa mà chúng ta nói nôm na là nét văn hóa gọi là trọng nam khinh nữ đó. Nó rồng rặc về một cái vấn đề không kiến. Bởi vì theo cổ đại Trung Hoa đó, thì người Trung Hoa được đạo biết rằng họ phải nói là rất là trọng nam. Cho nên mới có câu là nhất nam mà giết hủ mà thập nữ với cô đó. Vì vậy cho nên gần như là gia đình nào mà sinh được một bé trai mà nam đó, thì gần như họ nghĩ là đại phú đại quý.
tốt lắm. Chính vì lý do đó mà khi sinh được bé trai rồi đó, thì họ mới kiếm là cái dâu đó, họ làm cái cung, cái dâu thì theo cái tiếng Hán đó gọi là cây ta. Và đồng thời họ lấy cỏ bồng, chắc ở đây đồng đạo chúng ta biết rằng là cỏ bồng, cỏ bồng họ làm cái mũi tên, tức là họ để ở trước cửa đó. Có nghĩa là nam di chí đại bốn phương, tan bồng là chỉ cho một cái cây cung bằng cây dâu và cây tan đó, và mũi tên là cỏ bồng. Vì vậy cho nên chữ tan bồng ý nó nợ làm trai, mà chúng ta thấy rõ rằng phận làm trai thì nặng nợ với non sông, với tổ quốc, rồi nợ làm chồng, nợ làm cha, nợ gánh vác cái tông tổ cũ quyền vân vân, thì có rất là nhiều cái vấn đề mà phải nói rõ là nếu mà chúng ta hiểu về góc độ của đạo thánh cũng như về cái văn hóa của Trung Hoa thì thấy rằng nợ làm trai rất là nặng. Vì vậy cho nên theo tôi nghĩ đạo Phan Châu Bá cũng là một cái người biết nho rất rành, cho nên ông bá than với thầy đàn tan bồng để trả sau xong cái nợ làm trai này, xét cho cùng khó trả lắm. Nhưng mà dầu rằng như vậy, nhưng với một tinh thần sùng đạo tín ngưỡng, cho nên chí dốc từ bi cỏ tóc lòng, ông nguyện với lòng của mình ông sẽ chí dốc để theo con đường từ bi. Từ bi là nói chung là tức là ý muốn nói là ông theo đức thầy đó. Cái chữ từ bi đây không phải là một chúng đại đức, mà từ bi là chỉ đức thầy. Giống như thầy dạy là từ bi là ngọn đuốc mới nhen đó. Vì vậy cho nên chí dốc từ bi cỏ tóc lòng là ông nguyện với lòng mình ông sẽ theo thầy tu hành, nhưng mà ông ngại cái nhân đạo chưa có sự chọn. Thì thật chất ra chúng ta quy cho cùng cái đạo nhân đồng đạo thấy đơn giản. Đơn giản là chúng ta hiểu về trong ngũ thừa pháp, tức là khi hiểu về Bồ Tát, đời duyên giác, đời thinh văn, rồi thiên đạo, rồi nhân đạo, thì mình thấy nhân đạo là thấp, mình nghĩ là dễ. Nhưng mà kỳ thật nếu mà nói đến nhân đạo mà con người sống trong cõi đời này đó, mà hoàn thành được cái nhân đạo, mà cái tiêu chuẩn nhân đạo của đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta đó, thì người này trọn vẹn lắm. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Nói mà chúng tôi nói đến tam căn ngũ thường, đến tam tùng tứ đức thôi là bao nhiêu chúng ta rớt rồi đồng đạo. Phải nói rõ nhất là điều đó cấm thứ nhất, nam mà tam căn, nữ là tam tùng, nam là ta là ngũ thường, nữ là tứ đức thôi thì bao nhiêu thế thời nay ai làm được. Cho nên phải nói rõ là ông Phan Châu Bá là ông có một cách nhìn hết sức là khách quan, phải nói gọn à. Chẳng những cái thời năm 1941, cách đây là 71 năm, nhưng mà vào cái thời ngày giờ này cũng vậy, tức là 81 năm, cách đây 81 năm, ngày giờ này cũng vậy, mà chúng ta gẫm cho cùng nội mà ngủ thường thôi đồng đạo. Nhân nghĩa lễ chí tính thôi, bắt sát sanh, bắt tạo tạc, bắt tà dâm, bắt vọng nữ, bắt ẩm tử thôi, nó ngang bằng ngũ giới nhà Phật thì bao nhiêu đó là chúng ta thấy khó rồi. Mà trong khi đó thì trong cái nợ, trong cái nhân đạo này thì nó gồm luôn cả tứ đại trọng ân, nó có rất là nhiều cái điều hết sức là phải nói rõ là khó thực hiện lắm trong con đường tu của mình. Vì vậy cho nên ông Phan Châu Bá ông than là tức là nhân đạo không sửa chọn. Mà nếu nhân đạo mà sửa chưa trọn rồi thì dắt đâu có nghĩ đến, đâu có dám nghĩ đến cái việc mà giải thoát được. Nhân đạo còn mang chưa sửa chọn, nghĩ sao giải thoát nợ tam bồng? Có nghĩa là ông không bao giờ dám là ông sẽ giải thoát. Cho nên với một cái niềm chắc ẩn của ông Phan Châu Bá thì theo tôi nghĩ rằng đây là tư tưởng chung. Ông Phan Châu Bá là cái người đại diện, đại diện cho tôi, đại diện cho quý vị, đại diện cho khối tín đồ tại gia cư sĩ Đức Thầy. Những người nào biết lo xa, những người nào biết nhìn nhận thực tế khách quan thì đều có một cái cách nhìn nhận như ông Phan Châu Bá Long Xuyên vậy. Nhưng mà khi đến Đức Thầy thì với một cái niềm tâm sự bộc bạch, với cái sự trắc ẩn trong nội tâm khó mong giải thoát như vậy, thì Đức Thầy liền cho ông một cái bài thơ 8 câu đồng đạo. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Non bồng chư Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kể kinh, an phận hơn bời danh lợi tạm, tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Như vậy thì đây là 8 câu. Nhưng mà trong phiên gặp gỡ ngày hôm nay, tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng đầu tiên
của 8 câu này. Và đồng thời 4 câu giảng này cũng khái quát được những cái ý, những cái niềm trắc ẩn của ông Phan Châu Bá Long Xuyên, cũng như đối với tất cả đồng đạo tại gia cư sĩ của chúng ta. Như vậy thì giờ này chúng ta cứ an tâm, dầu rằng mình còn nặng nợ với đất nước, còn nặng nợ làm chai với gia đình, với tộc họ, dầu rằng chúng ta nhân đạo có thể chúng ta sửa chọn, và đồng thời cũng có thể có những vị chúng ta chưa sửa chọn. Nhưng mà giờ này chỉ cần đồng đạo thực hiện đúng theo lời Đức Thầy dạy cho Phan Châu Á qua 4 câu giảng này, thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta không lo gì cái ngày cuối cùng mình không gặp Thầy, không gặp Phật. Và hơn thế nữa thì 4 câu giảng này, 4 câu giảng này mà chúng ta chi tiết thì trong này gồm cả thiền tịnh song tu, gồm cả nhân tu và quả chính, gồm các phương pháp hành đạo và cái kết quả sau cùng Đức Thầy dạy gãy gọn trong 4 câu giảng này. Và hơn thế nữa, 4 câu giảng này với một cái phương châm hành đạo mà theo chúng tôi nghĩ không khó. Có thể chúng ta khẳng định ngay vấn đề ở ngay ở lúc đầu này, 4 câu giảng này theo tôi nghĩ là không khó. Bởi vì nếu căn cứ theo Tam Tạng giáo điển, căn cứ theo Đại thừa Phật giáo, Trung thừa Phật giáo, Tiểu thừa Phật giáo, tức là Tam thừa đó, ba cổ xe đó, tức là Ngu Sa, rồi Vương Sa, Lập Sa đó, thì theo tôi nghĩ rằng đối với 4 câu giảng này thì gần như đây là phương pháp mà tất cả chúng ta ai cũng làm được. Chỉ cần mình để tâm nghiên cứu, chỉ cần mình cố gắng thực hiện theo lời Thầy dạy, thì tôi tin chắc rằng mình sẽ thoát khỏi được cái nợ tam bồng, và chúng ta sẽ giải thoát một cách hết sức là ngoạn mục theo là Đức Thầy đã dạy. Thì giờ đây chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ tuần tự chi tiết trình bày qua 28 chữ này. Kính thưa quý vị, như vậy thì câu đầu tiên Thầy dạy đằng rằng nợ thế trả chưa xong, thì câu này là rõ ràng một cái câu mà Đức Thầy gạn lại. Đằng rằng là biết rằng, biết rằng cái nợ thế ông Phan Châu Bá rất là khó trả, và biết rằng cái nợ thế của tôi và quý vị sống trong cõi đời này chúng ta cũng khó trả xong. Như vậy thì để đi sâu hơn vấn đề thì mình phải tìm hiểu được nợ thế như thế nào. Khi mà chúng ta hiểu được nợ thế rồi thì lúc bây giờ mình sẽ biết được là có thể dễ hay là khó. Như vậy thì nợ thế mà chúng ta sống trong cuộc đời này, giống như đoạn khác Thầy dạy là nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu vẹn đường tu, hay hoặc là đền nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia, hoặc là trả nợ thế nhân trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp vén phúc may. Thì từ nợ thế Đức Thầy dạy rất là nhiều. Hoặc là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Như vậy thì chúng ta lượt qua các câu giảng mà có từ nợ thế thì đồng đạo thấy là nợ thế rất là quan trọng. Phải rất quan trọng. Như vậy thì trong nợ thế này có hai cái phần nhỏ. Một là ân nợ, tức là những cái mà chúng ta thụ cái ân nghĩa khi chúng ta có thân này. Vì vậy cho nên hôm nay khi chúng ta có cái thân này thì cái ân đầu tiên thì rõ ràng là do tinh cha huyết mẹ tạo thành, do cha mẹ chúng ta tạo tác ân thân của mình, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi. Ta có hình hài để hoạt động từ thời bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan, con khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta đã chịu biết bao khổ nhọc. Thì đây là cái nợ thế đầu tiên đồng đạo. Rồi sau khi tôi và quý vị sanh ra thì chúng ta phải nhờ mặt đất này, phải nhờ những ngọn rau, những cây cỏ, những cánh rừng để tạo cho chúng ta một cái cuộc sống. Chứ nếu như giờ này tôi và quý vị mà sanh ra với đại dương, sanh ra giữa không trung, sanh ra giữa sa mạc thì tôi và quý vị bị tiêu diệt là chắc ăn, không có tồn tại. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là sanh ra nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước quê hương, hưởng những tất đắc, ăn những ngọn rau, muốn sự sống được dễ dàng, giống đồ được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dạy đâu. Như vậy thì cái nợ thứ hai là chúng ta nợ đất nước, nợ cái ân ngọn rau tất đất. Nếu không có ngọn rau tất đất này chúng ta không tồn tại đâu rồi, kính thưa quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta bắt đầu nợ những người chung quanh, mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi. Con người mới sanh ra đời,
Tức là chúng ta đều nở những lửa chung quanh, và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng đấy. Khi đồng đạo lọt lòng mẹ thì chúng ta phải nhờ đến, mình nói nôm na một câu phương ngữ là nhờ cái bà đỡ đẻ không? Phải nói gọn, nếu không có bà đỡ đẻ là không được đâu. Rồi mình phải nhờ đến người chung quanh cung cấp cho mình những vật thực, rồi thuốc thang, rồi áo vải, rồi cơm tiền, rồi vật chất, vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta nợ quá nhiều ở đồng bào, nợ quá nhiều ở nhân loại. Nếu trên thế gian này một mình ơn mình, không có ai ở gần mình hết, thì một mình ơn mình không bao giờ tồn tại. Ta phải nhờ hộp cơm của họ, nhờ miếng vải của họ ấm thân, nhờ cửa nhà của họ để là tránh những cơn phong vũ diệt hàn. Chẳng những nhờ đồng bào mà chúng ta phải nhờ đến nhân loại, những người cần lao cặm cụi cung cấp những cô nhu cầu cần thiết cho chúng ta. Cho nên đây là cái nợ thế tiếp theo. Thì ba cái món nợ thế này nó rơi vào ở cái phản là vật chất. Dầu rằng mình tu, dầu rằng chúng ta không tu, nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, bởi đó là cái điều hết sức là chân lý Đức Thầy đã dạy rồi. Và hơn cái nữa, đối với nhà tu, đối với người học đạo, thì chúng ta sẽ thọ thêm một cái ơn nữa về tinh thần, đó là Phật Pháp Tăng. Nhờ Phật Pháp Tăng mà khai mở chúng ta có một cái trí sáng. Nếu không có Phật Pháp Tăng thì làm gì mình biết được cuộc đời là khổ. Nói mà tôi nói sinh lão bệnh tử thôi, đây là một cái điều mà tất cả chúng ta cũng biết rằng mình rồi đây sẽ già, rồi đây sẽ bệnh, rồi đây sẽ chết. Đây là điều ai cũng biết hết, từ xưa đến giờ cũng biết hết. Nhưng mà biết chứ thật chắc ra là không ai nghĩ ra. Khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới trải nghiệm và Đức Phật mới triển khai cuộc đời là khổ. Rồi đồng thời nhờ có Tam Bảo chúng ta mới biết được thế nào là nhân quả. Trong khi đó nhân quả đã hằng hữu theo mỗi con người chúng ta từ vô lượng kiếp. Bởi vì chúng tôi cũng thường nói nhân quả không phải là tôn giáo, mà nhân quả là một cái quy luật đang tồn tại, sinh sống, đồng hành với mỗi con người chúng ta trong cuộc sống. Trên đời này có thể người ta không tin về một tôn giáo, nhưng mà người ta không thể nào không tin luật nhân quả. Bởi luật nhân quả không phải là một tôn giáo, mà nó là một cái quy luật, nó theo suốt chúng ta. Nếu mình làm cái nhân gì thì chúng ta hưởng quả nấy. Vì vậy cho nên hôm nay nhờ có chúng ta học Phật, nhờ có chúng ta thực hiện theo lời của Phật dạy, vì vậy mới hiểu được các điều đó. Và khi hiểu điều đó rồi là chúng ta đã nợ rồi. Thì các cái điều nợ này có thể chung quy lại, chúng ta nó gọn lại đây là ơn nợ. Rồi đồng thời bên cạnh ơn nợ đó, chúng ta còn nợ thì cái nghiệp nợ nữa. Cái nghiệp nợ đây là những cái nghiệp mà ở nhiều tiền kiếp chúng ta gây tạo. Tôi nói ví dụ như giờ này chúng ta đang sinh sống bình thường vậy đó, mà hôm nay đùng một cái chúng ta bị một tai nạn, đùng một cái chúng ta bệnh, đùng một cái vợ chồng chúng ta lục đục với nhau, đùng một cái anh đằng xóm anh chửi mình. Ồ bộ đơn không cái bị tai nạn ha, bị đơn không cái bệnh ha, bị đơn không cái vợ chồng cãi lộn nhau, bị đơn không anh đằng xóm chửi mình. Trên đời này không có gì là đơn không cả. Như vậy thì những cái đó theo triết học Phật giáo là Đức Thầy, thì những cái đó để chúng ta tự trung lại, đó là nghiệp. Đó là nghiệp. Mà cái nghiệp này là mình đã gây tạo ở nhiều đời nhiều kiếp, gây tạo ở trước đó rồi. Chắc là bữa hổm mình cũng chửi người ta, chắc bữa hổm mình cũng thiếu đỡ người ta. Vì vậy cho nên khi đến giờ phút nó tới rồi thì lúc bây giờ nó đến với mình một cách hết sức là nghiệt ngã. Vì vậy cho nên đây là cái nghiệp nợ. Thì cái nghiệp nợ này khó trả. Cái ân nợ như vậy các bạn thấy tôi nghĩ là dễ trả. Còn cái nghiệp nợ này mà nếu đồng đạo chúng ta không hiểu về nhân quả, không liên tưởng về các vấn đề mà chúng tôi vừa nói đó. Tôi nói nôm na thôi, mình đi chợ, mình hơi hờ hỏng một chút, mình đánh mất một chiếc xe gắn máy chẳng hạn. Thì lúc bây giờ nếu như đó là mình hiểu về cái tính chất này về nghiệp đó, thì mình thứ nhất là trách mình trước, bởi vì mình hờ hỏng, đó là cái tội đầu tiên. Nhưng mà sau khi mình trách mình xong rồi thì mình lúc giờ mình nói à như vậy là nghiệp, chắc là kiếp trước giật người ta đây, kiếp này bị người ta lấy lại, thì như vậy thì mình sẽ an tâm, mình sẽ vui vẻ, thì đó gọi là trả nghiệp. Còn bây giờ chúng ta bức rứt, chúng ta tức tối, chúng ta giận hờn, chúng ta phiền não, chúng ta thế này thế khác, thì lúc bây giờ gọi là nghiệp chồng nghiệp, nợ chồng nợ, cứ như vậy mà nó xoay chuyển hoài, chúng ta khổ hoài.
Hay hoặc là giờ này vợ chồng cũng vậy, mà nếu như bây giờ bác hơn mình, cái gì cũng hơn mình hết, thì mình nghĩ à đấy là nghiệp. Vậy thì sanh ra kiếp này là tôi thiếu nợ bà, thôi tôi vui vẻ tôi trả cho bà, vậy là xong. Còn nếu như mình suy nghĩ ngược lại, mình nói là tôi là chồng, tôi là chủ hộ, bà là vợ, bà không được lấn lướt tôi, thì như vậy thì chúng ta cứ hai người mà mâu thuẫn với nhau vài thì chỉ có nước là đổ vỡ thôi. Mà trong xã hội vấn đề này đổ vỡ rất là nhiều. Người ngoài đời người ta đổ vỡ, mình không có bài, người ta không hiểu gì học Phật. Còn chúng ta là người học Phật mà để đổ vỡ vấn đề này thì phải nói rõ uổng lắm. Vậy thì mình đâu có hiểu, thì đó là nghiệp đó. Vì vậy cho nên ý chúng tôi muốn nói vấn đề này nó có hình trăm hàng nghìn cái sự kiện như chúng ta bàn nãy giờ, thì hoàn toàn đó là nghiệp nợ đó. Như vậy thì thầy đành rằng nợ thế trả chưa xong. Thì rõ ràng khi mà chúng ta giải bài một số yếu tố về ăn nợ, ân nợ, nghiệp nợ trong cái nợ thế đó, thì chắc quý vị và tôi là chúng ta đều chung một cái quan điểm: khó trả dữ, khó xong lắm. Bởi vì tại sao khó trả? Nợ mà bốn điều ân thôi là chúng ta trả rất là khó rồi. Rồi giờ này mình đâu có biết là hồi xưa mình gây cái nghiệp gì đâu, mình đâu có biết ngày xưa thiếu người ta nhiêu tiền. Rồi giờ này hàng ngày trong cuộc sống sinh nhai của mình, bữa nay cái người này đòi mớ nghiệp nhà đòi, ngày mai cái nghiệp con đòi, ngày mốt cái nghiệp bà chị đòi, bữa nọ cái nghiệp tai nạn đòi, bữa kia cái nghiệp mất mùa nó đòi, bữa nọ cái nghiệp động đất nó đòi. Như vậy thì cả một cuộc đời chúng ta rất là khổ. Nếu mà mình định hình được, mình suy gẫm xa một chút rồi thì chúng ta thấy cực kỳ khó. Cho nên Đức Thầy khẳng định rằng nợ thế trả chưa xong, là Đức Thầy khẳng định ngay là dầu rằng người tu trong cõi đời này, đối tất cả đồng đạo chúng ta, người tu nói chung tất cả đồng đạo chúng ta thôi, thì gần dầu rằng là nợ thế trả chưa xong, vẫn biết là chưa xong. Cái điều khẳng định đầu tiên ở chỗ này là vẫn biết là chưa xong. Nhưng mà an tâm, chỉ cần chúng ta thực hiện được câu thứ nhì và câu thứ ba là xong. Kính thưa đồng đạo, nếu như hiểu về lý thuyết trong cuộc sống thực tế thì rõ ràng là chúng ta đều có một cái quan niệm chung như là Đức Thầy dạy là không sống. Nhưng mà không sống nếu như chúng ta dậm chân tại chỗ, không sống nếu như chúng ta không hành đạo. Còn nếu như giờ này mình hiểu được điều này thì lúc bây giờ mình cao bay xa chạy. Bây giờ mình gặp lửa, hồi nãy giờ mình không thấy lửa đúng không? Giờ này mình gặp là trước mặt mình là cái đống lửa, trước mặt mình là một cái hầm hố tội lỗi, thì tôi tin chắc rằng đồng đạo chúng ta không dạy gì nhảy đống lửa cho bị thiêu cháy đâu, để trở thành một con thiêu thân đâu, cũng không dạy gì mà chúng ta lủi vào trong nhiệt thần. Vì vậy cho nên chúng ta phải khẳng định lời Đức Thầy ở câu giảng thứ ba là cái phương châm hành đạo, mà biết ăn năn sửa lỗi lầm. Trong bốn câu giảng này, 28 chữ này, 7 chữ này quan trọng nhất. Bởi vì nếu như chúng ta không biết ăn năn sửa lấy lòng, thì xin thưa rằng trên con đường tu hành chúng ta không bao giờ đạt kết quả. Dầu rằng đồng đạo tu thiền, dầu rằng đồng đạo tu tịnh, dầu rằng đồng đạo cúng lại một ngày 5 thời 7 thời, dầu rằng chúng ta có ăn chay 5-30 năm, dầu rằng chúng ta có làm từ thiện từ ngày này sang tháng nọ chăng nữa, mà mình không biết ăn năn sửa lấy lòng thì những cái việc làm chúng ta vô bổ, không đạt kết quả. Cái quan trọng là cái chỗ này. Như vậy ăn năn là gì? Chứ ăn năn còn gọi là sám hối. Kính thưa đồng đạo, vì vậy trên cách hành ngữ ăn năn là sám hối. Sám giả, sám kỳ, sám giả tiền khiên, hối kỳ, hối giả hậu quá. Có nghĩa là ăn năn có nghĩa là mình biết được cái tội lỗi của mình đã gây tạo hồi trước hồi đó, giờ nó quá nhiều, cho nên giờ này biết được điều này mình vô cùng ăn năn, đó gọi là sám. Và hối ở đây là mình nguyện từ đây về sau mình sẽ không nhẫm lên cái vết xe đổ này nữa, thì đó gọi là hối. Còn nếu như giờ này mình biết mình làm quá điều nhiều điều tội lỗi đúng không, mà chúng ta không thấy được cái tội của mình và chúng ta không nguyện là mình dứt tội, thì lúc bây giờ chúng ta vừa tu mà chúng ta vừa tạo nghiệp. Cho nên chúng tôi cũng thường nói cái khái niệm của vị đồng đạo chúng ta làm lành thì phải nói rõ là tuyệt vời rồi. Giờ này mình nói trong đạo mình, nếu nói về cái mặt bằng chung đó, đồng đạo chúng ta mà làm lành thì không có còn cách nào nói nữa rồi. Mình làm từ thiện là quá tuyệt vời đó. Phải nói rõ là đây là cái điều mà cái thế mạnh đạo của mình. Nhưng mà đồng thời song song việc làm lành, Đức Thầy dạy chúng ta là lánh dữ.
đằng này tôi và quý vị vừa làm lành, chúng ta cũng vừa làm dữ. Đó là trường hợp không sám hối. Như vậy chúng ta làm lành ngày hôm nay, rồi ngày mai chúng ta làm dữ, vừa làm lành vừa làm dữ, vừa làm lành vừa làm dữ, thì biết bao giờ chúng ta giải thoát đây. Nếu mà nói về một cái quy luật này thì không ai chấp nhận được. Khi hôm nay anh chấp nhận theo con đường làm lành thì anh bỏ dữ, cái dữ về lành. Đằng này mình về lành, mình không cái dữ thì không đạt kết quả. Và hơn thế nữa thì cái pháp sám hối này lại mang một cái tính chất đặc biệt là tính chất xóa tội. Đặc biệt là xóa tội. Vì Đức Thầy biết được căn cơ trình độ, Đức Thầy biết được trong cái cuộc sống hàng ngày tôi và quý vị chúng ta gây nhiều cái nghiệp lắm. Cho nên Đức Thầy mới lồng ghép vào trong cái bài nguyện quý ý: nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày tu thiền theo Phật đạo. Đức Thầy mới đặt để trong cái bài quy để làm chi? Để cho tôi và quý vị chúng ta luôn luôn ghi nhớ đây là cái điều sống còn trong cuộc đời tu hành của mình. Nếu như trong đời tu của mình mà chúng ta quên đi cái khái niệm là cải hối ăn năn, làm lành lánh giữ, thì chúng ta tuyệt cái con đường về cõi Phật. Vì vậy nên Đức Thầy mới dạy trong bài quy này để cho mỗi đồng đạo chúng ta mỗi thời cúng mình nguyện cái đoạn này hai lần một ngày, hai thời chúng ta nguyện bốn lần, để chúng ta nhớ. Cái quan trọng là nguyện xong phải nhớ, nhớ xong là phải làm theo, chứ không phải là chúng ta nguyện xuống. Vì vậy cho nên nếu như hôm nay chúng ta nguyện xuống không làm theo không đạt kết quả. Mà phải đề rất rõ là sự lễ đó là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm, thì có như vậy chúng ta thực hiện đúng theo thời lễ bái. Còn cái trường hợp mà chúng ta nguyện xuống, nguyện đi, nguyện không làm, thì thầy dạy rất rõ rồi: cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời quân hạ. Đức Thầy đánh một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho thiên hạ. Cũng có những người bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé. Khi vào chùa, khi bệnh hoạn, khi có cái chuyện gì muốn cần nhờ ông Phật đó, thì ai đó thôi bước vào đó thì thành kính lễ bái, xin cái này nguyện cái kia, hứa cái nọ, đủ thứ hết. Nhưng mà khi bước ra khỏi chùa rồi thì lúc bây giờ bỏ quên hết lời nguyện trong chùa, tức là nguyện ở đó nhớ đó ra ngoài phủi hết. Cho nên đấy có khái niệm là bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé nè. Thì những trường hợp này gọi là những trường hợp gọi là phải nói rõ là lừa ông Phật, gạt thánh thần. Ai thử coi gạt cái người ở ngoài chúng ta thấy khó rồi đó, mà đằng này dám gan gạt ông Phật, gạt thánh thần. Nhưng mà người ta đến chùa người ta gạt ông Phật, người ta gạt thánh thần nó còn đỡ. Còn tôi và quý vị ở tại nhà mình gạt thầy gạt Phật biết nhiêu lần mà giờ đó giờ mình không nhớ đó, phải không? Bởi vì người ta đến chùa người ta gạt Phật xong người ta đi khỏi chùa cũng còn đỡ nữa. Tôi nói ông Phật rất là từ bi, cho nên ông Phật mà ông mà không từ bi chắc chúng ta cũng khó giữ. Bởi vì người ta ngàn xưa đến giờ mình gạt nó nhiều quá. Nhưng mà mình phải nhận định đúng ở đây, Đức Thầy dạy dầu đàn thầy đem cái cảnh chùa lồng ghép vào đây để cho chúng ta hiểu. Nhưng mà giờ này thì mình đừng có nói ở chùa mà gạt Phật, không có đâu. Ở tại nhà tôi và quý vị cũng đang gạt Phật nè. Bởi vì hàng ngày chúng ta nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ nè. Mà thật sự chúng ta có làm lành, chúng ta có lánh dữ, mà chúng ta vẫn còn làm dữ đồng đạo á, phải không? Thì rõ ràng mình không thực hiện đúng theo yếu tố này. Bởi vì mình cúng lại xong cái đầu mình ra ngoài mình nói chuyện phiếm, chuyện không nó có, chuyện có nó không, nói chuyện ỷ ngôn, rồi chúng ta phạm vào 10 điều ác thì rõ ràng mình đang gạt Phật rồi. Bây giờ ở đây không ai dám nói rằng, khẳng định rằng là tôi là cái người không phạm 10 điều ác. Tôi cũng vậy, cũng còn phạm 10 điều ác nè. Như vậy thì tất cả đồng đạo chúng ta giờ này 10 điều ác này mình vẫn còn phạm. Thì khi mình còn phạm 10 điều ác là rõ ràng mình cũng còn gạt Phật. Trừ khi nào mà mình không còn phạm 10 điều ác, mình không gạt Phật. Bởi vì sát sanh đạo tặc và dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ tham lam sân nộ mê si, đây là cái điều dữ nè, phải không? Đáng lẽ ra hôm nay mình nguyện làm lành lánh dữ là mình không phạm 10 điều ác đó. Đừng nói chi 10 điều, 4 điều nghe cái miệng mình thôi chúng ta thấy khó quản đâu.
Nói chuyện một lát là thấy nói chuyện người ta không à, mà chuyện người ta là phỏng ngữ, chuyện người ta khi ác khẩu nữa, rồi chuyện người ta khi ỷ ngôn nữa, rồi chuyện người ta khi lưỡng thiệt nữa. Mình mà nói chuyện người ta là mình phạm bốn ác một lượng cái đồng đạo à, rất đơn giản đâu. Mà nếu mà nói chuyện đạo thì phước đức vô lượng. Vì vậy cho nên chúng tôi mới khẳng định rằng giờ này mình đừng có nói người ta đi chùa mà ta gặp Phật, mà nhiều khi mình ở tại nhà mình cũng gặp ông Phật hoài chứ gì. Mà mai thầy mình với Đức Phật từ bi không có chắc nhất đó. Cho nên đó, chúng ta thấy rõ rằng trong con đường tu của mình phải cúng lại mới được. Bởi vì có cúng lại mình mới xóa tội tầng lần được, có cúng lại mình mới nhớ có nguyện hứa được. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định cho chúng ta rất rõ đó, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chúng non xanh. Mình đã thề nguyện cái gì với Đức Phật? Chắc là Tam Bảo nè. À, từ Nam Mô Ta Bà Giác Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng, thì đây là Phật cảnh nè. Non xanh là gì? Chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi là non xanh nè. Bữa nay con nguyện nè, thì mình nguyện cái gì đó? Thầy dạy là chớ bỏ lời thề đến Phật cảnh. Khi mình nay con nguyện là chúng ta thề đó, nguyện và thề là bằng nhau. Nay con nguyện là mình thề đâu. Hoặc ở đoạn khác thầy dạy là chi bằng nhớ lại câu hồng thề tỉnh ngộ nghe thầy dạy con. Vậy thì mình đã thề cái gì dưới hồng ân Tam Bảo thì chúng ta phải cố gắng thực hiện theo những điều chúng ta nguyện hứa là được đâu. Cho nên ở đây mình muốn gạn đi gạn lại để làm chi? Để mình thấy được những cái điểm tồn tại trong cuộc đời tu hành của mình. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta càng tu là càng phải trao sửa. Chúng ta đừng có phải nói rõ là gần như là mình đừng có tự mãn. Và chúng ta cũng phải luôn luôn ở trong một cái thế chủ động. Mình phải thấy được những cái điều dở của mình, những cái điểm tồn tại của mình chúng tôi vừa nói. Thì có như vậy được mang năng sửa lấy lòng kính thưa đồng đạo. Cái này nó thuộc về cái nội tâm bên trong. Ngoài việc ăn năn ra thì sửa lấy lòng, hai cái này dồn hai như một, mà một là hai. Nếu như đồng đạo chúng ta có thực hiện, có dồn ngó lại mình, có kiểm chứng lại mình, coi coi giờ này mình có thật là cái người làm lãnh giữ hay không. Mà mình thật làm lành, thật lãnh giữ, thật sửa cải hóa ăn năn, thì lúc bây giờ là chúng ta đã sửa lấy lòng rồi. Kính đồng đạo, thì cái vấn đề này có làm trước đi, có ăn năn đi, có cải sửa đi, thì mình mới đạt được cái câu cuối tiếp theo đó. Đó là niệm chữ Di Đà Tăng chú nghiệp. Còn nếu như giờ này mà đồng đạo chúng ta mà không biết ăn năn sửa lấy lòng đó, thì chúng ta cũng đừng mong là niệm chữ Di Đà Tăng chú nghiệp. Thường thường anh em đồng đạo chúng ta chỉ bàn nhau có một câu à, quý cô ơi, quý chú ơi, ráng niệm Phật. Thầy dạy là niệm chữ Di Đà Tăng chú nghiệp, phải không đồng đạo? Nhưng mà nếu thiếu đi cái câu trước đó mà biết ăn năn sửa lấy lòng thì mới niệm chữ Di Đà Tăng chú nghiệp. Mà nếu không có cái câu mà biết ăn năn sửa lấy lòng thì niệm chữ Di Đà không tăng chú nghiệp. Tại sao không tăng? Bởi vì niệm Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn dựng nồi cơm của người, làm sao tăng chú nghiệp được? Hoặc là miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian, làm sao mà tăng chú nghiệp được? Nếu mà niệm Phật mà không sửa lấy lòng là không bao giờ tăng chú nghiệp. Mà niệm như vậy đó, nghiệp nó càng nhiều, phải không đã? Ý muốn nói ở đây Đức Thầy muốn dạy chỗ này là cái người niệm Phật chúng ta, khi bắt đầu chúng ta hạ thủ công phu chúng ta niệm Phật thì mình phải là cái người nhất nghiệp. Vì vậy cho nên niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp là tan cái nghiệp cũ. Mà chúng ta nhớ là tan nha, tan nó khác với tiêu, tan nó khác với mất. Bởi vì tan là nó tan từ từ, nó mòn từ từ. Dầu cái nghiệp chúng ta nó to, nó lớn như cái núi Tu Di, nhưng hôm nay nhờ chúng ta có ăn năn cộng với niệm chữ Di Đà thì càng ngày nó mòn một chút, một chút, một chút. Giống như thầy dạy là gắn công mài thanh kim, những câu huyền bí đang tìm chỗ đá vậy đó. Mình phải giống như một ông lão mà mài cái cục đá vậy đó, mài hoài thành cái kim vậy đó. Bởi vì giờ này cái nghiệp của tôi và quý vị nặng như cục đá vậy đó, mà chúng ta mới có niệm một hai câu Phật đồ ăn bệnh liền làm sao được. Rồi chậm lành chê Phật ngạo tiên, mới có tu có mấy ngày niệm Phật được có mấy tháng rồi, sao tại sao mà tôi niệm Phật mà không tan nghiệp, cứ nghiệp hoài không được. Bởi vì những cái nghiệp đến với mình hiện tại là đây là những cái món nợ mình gây tạo hôm qua, hôm kia, hôm nọ, năm ngoái, năm trước đó, mà như chúng tôi nói hồi nãy ở cái chỗ nghiệp nợ hồi nãy.
phá đồng đạo. Còn cái vấn đề hôm nay chúng ta niệm Phật là mình nguyện là dứt nghiệp, thì nhờ cái công đức niệm Phật này, nhờ công năng niệm Phật này mà có thể cái nghiệp chúng ta nó giảm, gọi là tan. Là bây giờ giảm làm sao đâu, mình bàn vài cái ví dụ đi. Trở lại ví dụ nãy, hôm nay đi làm về anh đằng sớm anh chửi mình, thì đây là nghiệp đúng không? Mà nếu anh chửi mình thì lúc bây giờ lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng nổi lôi đình, đó có định chừng cho ta biết mà con xử trước. Đang không đi làm về mà ông chửi mình một cái, lúc bây giờ quý vị không yên đâu. Thì làm sao thì mình trả lời? Mà trong cái đó ảnh đã có chén rồi, thì lúc bây giờ mình trả lời dằn co một lát thì một đống nghiệp đúng không? Nhưng mà một người tu thì khác. Mình nghe lời Đức Thầy dạy là niệm chữ Di Đà tan chữ nghiệp. Cho nên khi mà nghe anh chửi mình, lúc bây giờ tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ảnh chửi ít thì mình niệm ít, ảnh chửi nhiều thì mình niệm nhiều. Thì như vậy thì phải tan chữ nghiệp không? Thì cái ảnh chửi mà tính nghĩ à, cái nghiệp sẽ dứt tại đó, mình sẽ không có gây thêm nữa. Mà lúc bây giờ tâm mình giác ngộ, tâm mình lo niệm Phật rồi, thì những cái lời chửi mắng của ảnh mình coi như là bỏ ngoài tai rồi. Đúng với câu là Đức Thầy dạy là phận tu hành tai gác đó, mặt lì đó. Mà hôm nay muốn tai gác mặt lì mà thiếu Nam Mô A Di Đà Phật khó tai gác mặt lì lắm đâu đâu. Chúng ta phải niệm Phật mới tai gác mặt lì được. Còn nếu đồng đạo không niệm chữ Di Đà là khó tai gác mặt lì lắm. Thì đó là tan chứng nghiệp đó. Hai vợ chồng lục đục với nhau khi mà chưa tu đó, ông một tiếng là bà một tiếng, phải nói gọn nè. Ông mà cầm cái cây là bà cầm cái dao, không thua ông đâu. Ông cầm cục đá là bà cầm cái âm thớt à. Bởi ông ở trước bà sao săn si với nhau thì lúc bây giờ gia đình đổ nát. Nhưng mà hôm nay bà tu trước, cho nên khi ông vừa cất tiếng ông chửi thì bà niệm Phật, ông cầm cái cây ông rượt bà thì bà niệm Phật, bà chạy trốn. Vậy có phải tăng trước nghiệp không? Thì đó là nghiệp càng ngày nó càng vui. Hầu đó khi chưa tu một tháng đó là ông nhậu 30 ngày, ông chửi bà 30 ngày. Thì lúc bây giờ nghiệp quá nặng rồi. Nhưng mà giờ này đó là bà tu rồi, thì lúc bây giờ ông về ông chửi bà thì nhịn, ông chửi bà nhịn, nhịn ghét nó quê đầu đạo, chửi nó quê. Bởi vì chửi mà nhịn quay nó quê nữa. Cho nên từ từ đó, lúc đầu thì 30 ngày chửi đủ 30 ngày, mà biết là còn 20 ngày. Hồi đó một cái ngày chửi vậy là một tiếng đồng hồ đó. Bởi vì sao một tiếng đồng hồ? Đôi co với nhau, ổng một tiếng, bà một tiếng, cái dài một tiếng đồng hồ, phải không? Nhưng mà giờ này ổng chửi bả niệm Phật thì hết hạn gì, ổng chửi một lát 10 phút, 15 phút nghỉ rồi. Thì như vậy thì càng ngày nó bớt lần, bớt lần, bớt lần. Thì rõ ràng lúc bây giờ là tiêu chứng nghiệp còn gì nữa. Tôi nói ví dụ đơn giản cho đồng đạo. Đồng đạo nhất răng, mà nếu đồng đạo không biết đạo thì lúc dòng đạo thấy con người mình nó đau khổ lắm đúng không? Tôi nói nhất răng mà khỏi nói gì hết trơn. Mặt mày thì nhăn nhó, phiền não, bức rứt, tức tối, gặp ai cũng không muốn nói chuyện hết trơn. Nhưng mà đồng đạo có niệm Phật đi, nhất răng chừng nào niệm nhiều chừng đó. Tôi có bị rồi tôi biết đồng đạo, niệm một lát hết nhất luôn. Không phải hết nhất, mình nói hết nhất là sự. Còn mình niệm Phật một lát thì tâm mình nó nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có nhớ nhất răng nữa, phải không? Và nếu mà chúng ta vượt qua được cái đó rồi thì từ từ lần một vượt qua, lần hai vượt qua, biết rồi từ từ nghiệp hết rồi. Rồi mỗi khi chúng ta bị bệnh nhiều cũng vậy, nếu như đồng đạo nào nhớ niệm Phật thì tôi bảo đảm rằng không bao giờ chúng ta phiền não. Rồi giờ này cũng vậy, giả sử chúng ta bị làm ăn mắc mùa, bị thua lỗ đi, thì lúc bây giờ buồn lắm đúng không? Năm nay thiếu tiền ngân hàng 50 triệu, dự định là mùa lúa này nó trúng mùa 1 tấn rồi trả nợ ngân hàng. Mà giờ này bị cái bệnh ung thư cuối mùa, bây giờ nó còn có 600-700 kg, rồi bây giờ làm sao đây? Thu hoạch cuối mùa làm sao trả đủ 50 triệu, rồi bây giờ lúc bây giờ làm sao? Bực rứt tức tối bực bội. Thì cái chỗ mà bực rứt tức tối bực bội phiền não nó gây nghiệp nữa, nó gây nghiệp. Nhưng mà ngược lại cái vị này là tính đồ bà kéo bà háo, cái vị này sống ra định nghiệp, hiểu được nhân quả. Như vậy năm nay mất mùa là tại vì đó là phải nó rõ thời tiết, tại cái định nghiệp mình nghèo. Bởi vì bây giờ mình cũng tận nhân lực kỳ thiên mạng sống mình nghèo, cho nên lúc giờ lo niệm Phật không có buồn. Thì chính vì lo niệm Phật không có buồn, không có tức tối, không bức rứt, thì lúc bây giờ nghiệp đâu có nữa.
thì đó là tiêu chướng nghiệp của đồng đạo. À, những cái chúng tôi trình bày thực tế, những cái này là những cái thực tế nhất trong cuộc sống chúng ta. Một đứa con của mình nó đi ăn chơi, nó chửi thề, mình gặp mình giận mình tức lắm, đáng lẽ mình chửi mình đánh nó, nhưng mà nhớ chực Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không đánh nó, không chửi nó không có nghiệp. Mà nếu không niệm Phật là chửi nó một trận á, bởi vì ông cậu là con tôi mà cậu không nghe lời tôi, cậu quậy, cậu cờ bạc, cậu nhậu nhẹt, chửi nó thì lúc giờ nghiệp nữa. Tức là cái nợ cũ trả chưa xong mà gây thêm nợ mới, thầy dạy là quả bắt lành chưa trả vay thêm. Thì đó là những cái mà chúng tôi muốn nói ra để chúng ta thấy rõ, đấy là tan chướng nghiệp đó. Chứ không phải là tan ở đây là tự nhiên vậy mà niệm Phật cái bệnh nó hết gì cũng hết, đâu có phải. Có nhiều đồng đạo nhận định rằng ráng niệm Phật đi, bệnh tật hết trơn à, cái gì cũng hết trơn. Không có hết trơn đâu đồng đạo ơi, này là tan à, chứ hết trơn là khác nữa. Bởi vì Đức Phật đã nói rất rõ rồi, dầu rằng Ngài là một cái vị có lục thông, có tam thông, có tứ trí, nhưng mà Đức Phật cũng có một số vấn đề Phật làm không được. Vấn đề thứ nhất là gì? Phật không bao giờ tiêu trừ được cái nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh gây nghiệp thì tự chúng sanh đó phải tu hành để tiêu trừ nghiệp, để vơi bớt nghiệp. Chứ dầu rằng Phật là một cái người có một cái trí tuệ, có thần thông, như Phật không có bao giờ mà giải trừ cái nghiệp chúng sanh được. Rồi cái thứ hai nữa, Đức Phật cũng không có cho cái trí tuệ chúng sanh được, mà trí tuệ thì phải do chúng sanh đó tự tu rồi tự tìm con đường trí huệ phát sáng mà đắc quả thôi. Cái thứ ba nữa, diệu pháp của Đức Phật không bao giờ dùng từ ngữ mà bàn cho đốt. Cái thứ tư, Đức Phật chỉ độ người có duyên, cái người mà không có duyên Phật độ không được. Thì đây là bốn cái điều mà Phật làm không được nè. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là chỗ này. Mỗi đồng đạo chúng ta phải quán xuyến được hôm nay chúng ta làm là mình hưởng, thì đó gọi là niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp đó. Và hơn thế nữa, để đạt được rốt ráo niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp thì cái quan trọng là đồng đạo chúng ta phải lúc nào cũng phải niệm Phật. Bởi vì có lúc nào cũng niệm Phật mới tăng chứng nghiệp được. Thế nếu như giờ này khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta quên. Bình thường thì nhớ niệm Phật, mà khi đụng chuyện rồi chúng ta không nhớ niệm Phật là sao? Vì vậy cho nên giờ này trong cuộc sống bình diện thì mọi đồng đạo chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Mình phải niệm cho đủ Nam Mô A Di Đà Phật, mà Đức Thầy đã dạy là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chắc. Bởi vì tại sao vậy? Hàng ngày tôi nói vả sử chúng ta đi từng bước chân của mình, một cái tay chúng ta vơ ngang, một hơi thở chúng ta hít vào, một hơi nước ta uống vào, thì đồng đạo biết là mình giết biết bao nhiêu cái con siêu vi đồng đạo. Chúng ta giết biết nhiêu con vi trùng, biết bao nhiêu con siêu vi. Cho nên vấn đề ăn chay chúng ta đây nó chỉ là tướng chay thôi. Chúng ta có chắc hẳn là mình không sát sanh không? Không có. Một bước đi thôi, một bước đi của quý vị, thì chúng ta giết biết bao nhiêu cái con siêu vi dưới mấy con vi khuẩn đó. Rồi một cái hơi thở chúng ta thở hít vào thì biết bao nhiêu con vi trùng nó phải đi vào cùng hơi thở. Rồi chúng ta hớp hớp nước cũng vậy. Vì vậy cho nên nếu như mà đồng đạo chúng ta không niệm Phật tương tục với nhau trong cuộc sống thì chúng ta cũng vừa tu mà chúng ta cũng vừa gây nghiệp. Ở đây mình nói một cái thực tế. Vì vậy cho nên nếu như mỗi đồng đạo chúng ta vừa sinh hoạt hàng ngày trong tư tưởng quay nghi mà chúng ta có niệm Phật thì xin thưa rằng từ cái nghiệp nó sẽ chuyển thành cái phúc. Tại sao cái nghiệp thành cái phúc? Bởi vì các cái loại siêu vi mà chúng ta nói nãy giờ thì nó là cái loài hóa sanh, một trong tứ loài chúng sinh: thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, quá sinh. Dầu rằng mình giết cái loài quá sinh tội rất nhỏ, nhưng mà sát là có tội theo nhân quả. Vì vậy cho nên hôm nay mình vô tình hoặc là cố ý, nhưng mà vẫn rơi vào nghiệp sát. Nếu chúng ta không niệm Phật thì lúc bây giờ nghiệp cộng nghiệp. Mà nếu chúng ta có niệm Phật thì tiêu nghiệp là thế này: từ cái họa chuyển thành cái phúc. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi vô tai ngang chết con mũi, đúng không? Mình nói nôm na là chết con mũi. Thì lúc bây giờ tâm tôi đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì câu luật tự trong tâm tôi
nó sẽ là một cái nguồn năng lượng để nó giải phóng con mũi này. Nói nếu nói về Phật học thì nhờ câu lục tự này chú nguyện con mũi này để cho nó được tái tạo kiếp sau có thể thăng hoa hơn kiếp trước. Như vậy thì rõ ràng từ cái quả thành cái phúc. Cho nên đồng đạo chúng ta nếu chuyên trì niệm Phật được đó, thì mọi cái việc sinh hoạt hàng ngày, dầu rằng chúng ta có cố tình, có vô tình sát nhiếp, nhưng mà nhờ câu lục tự nó tương tục nơi tâm của mình, thì từ ở cái sát đó trở thành cái phúc. Tức là những cái loài động vật, những cái loài động vật nó bị chúng ta giết dù rằng chúng ta vô tình, mà nếu trong giai đoạn đó chúng ta có niệm Phật thì những loài động vật này là cái vấn đề may mắn cho nó, có thể là trải qua hàng trăm hàng nghìn kiếp sau nó có thể là thành người, nó có thể là tu hành, bởi vì nó nhờ câu lục tự mà chúng ta niệm đây, thì đó mà thực sự là niệm chữ Di Đà tam chứng nghiệp, có sự có lý. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy mới dạy chúng ta trong con đường tu hành của mình, thì đồng đạo nó nhớ rằng chúng ta quên cái gì thì được, nhưng mà xin thưa là quên niệm Phật không được. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ: Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đi thờ khác. Như vậy thì ngoài cái việc, ngoài cái việc mà chúng ta phải nói rõ là cả ăn năn là mình đánh giữ, thì bên cạnh đó giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải chuyên trì niệm Phật. Bởi vì khi chúng ta có niệm Phật rồi thì lúc bây giờ mình mới tiêu trừ cái, tức là mới tan chứng nghiệp. Và có tan chứng nghiệp rồi thì lúc bây giờ mình mới phải nói rõ là được sinh về cực lạc, được tọa liên đài, được ngồi tòa sen. Và đặc biệt một người mà tan chứng nghiệp tại nơi đây nhờ phương pháp tịnh độ, thì khi về tòa sen thì đồng đạo chúng ta không rơi vào phẩm hạ trong tổ phẩm liên hoa, mà Đức Thầy dạy là liên hoa chính phẩm ở ngọc tòa. Ít nhất tôi và quý vị chúng ta cũng ngồi ở phẩm trung. Và đặc biệt khi mà chúng ta ở phẩm trung thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được, phải nói rõ là được hoa sen nở liền, đúng với câu là thần thức nhập thai sen tinh hảo. Thì lúc bây giờ chỉ có một duỗi tay thôi được về cực lạc thì hoa sen chúng ta nở. Mà khi hoa sen nở rồi thì chúng ta kiến Phật ngộ vô sanh. Lúc bây giờ mình gặp Phật, được nghe Bồ Tát, được nghe duyên giác thinh văn thuyết pháp, để rồi chúng ta được giải thoát. Còn nếu như giờ này ở đây mà chúng ta không tăng được chướng nghiệp mà mình được sanh về cực lạc thì gọi là đế nghiệp vãng sanh. Mà nếu đế nghiệp vãng sanh rồi thì sanh về đó hoa sen chúng ta không nở. Mà hoa sen không nở là hoa sen chúng ta sẽ bị thai nghén. Mà thai nghén ở đó thì không ai ít, ít nhất cũng phải từ 1 tiểu kiếp, 6 tiểu kiếp, 12 tiểu kiếp. Nếu nói con số 5 thì ít nhất cũng vài chục ngàn năm. Vì vậy Đức Thầy sợ chúng ta bị thai nghén ở bệnh vài chục ngàn năm, vài trăm ngàn năm, chi bằng ở đây chúng ta tu vài ngày, vài tháng, vài năm, vài chục năm chuyên trì niệm Phật. Khi về bên kia rồi thì lúc bây giờ chúng ta hoàn toàn không còn đế nghiệp vãng sanh, mà theo giáo lý Đức Thầy, phương pháp tịnh độ Thầy dạy chúng ta là tiêu nghiệp vãng sanh. Và khi chúng ta được như vậy thì niệm Phật tương tục tiêu trừ ngược nghiệp chướng như câu thứ ba này, thì đến câu thứ tư là thuyền từ Thầy rước lại con mập. Như vậy thì thuyền từ thì chúng ta hiểu ngay đây là thuyền từ bi, giống như đoạn khác là dạy là thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông độ vớt người hữu đức. Như vậy thì thuyền từ bi là thuyền của Phật, thuyền này Đức Phật mới có, mà thuyền này là thuyền Đức Thầy. Thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái quyết đưa người qua bến sông mê, thuyền là thuyền của Văn Thù Bồ Tát, giống như Thầy dạy là Văn Thù Bồ Tát từ bi kèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan lướt người tu niệm xây sang thủy tình. Như vậy thì thuyền tử đây chúng ta hiểu ngay là một con thuyền Bát Nhã. Đức Thầy chúng ta có con thuyền Bát Nhã để đưa hết chúng ta về bên ấy. Như đoạn khác Thầy dạy là Ma Ha Thòn nhỏ dọn rồi đã bước xuống đi qua bến giác mà sao hải chần chờ ta réo mãi dân tình xem giảng cứ ngâm nga. Và đặc biệt cái công năng con thuyền này thì đồng đạo nhớ chỉ chở người hiền thôi. Bởi vì trong Tây Du đó, con thuyền từ này có thể chúng ta hiểu là thuyền Bát Nhã, mà nói về thuyền Bát Nhã về sự là con thuyền là thuyền không đáy. Nếu nó con thuyền có đáy không phải là thuyền Bát Nhã. Bởi vì con thuyền này con thuyền vô tướng,
Con thiền Bát Nhã là Bát Nhã Ba La Mật Đa, con thiền của Bồ Tát, con thiền của Phật, con thiền này là con thiền đạt lý chân không. Vì vậy cho nên trong Tây Du có một cái bài kệ: con thiền Bát Nhã chẳng hề chìm, nhẹ tợ như bông nặng tợ kim, biết đạo trăm muôn ngồi cũng đủ, mà vô duyên một đứa cũng là chìm. Có nghĩa đặc biệt con thiền từ này chỉ dành chở người biết đạo, chở người hiền thôi. Còn cái người hung dữ đó thì bước xuống con thiền này lọt tốt luôn dưới. Mà khi lọt luôn xuống đáy lúc bây giờ thì sao? Lúc bây giờ thì xấu bắt hùng tha. Thì khái niệm là chúng ta rất rõ rồi. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải tranh thủ làm sao mà đến cái ngày cuối cùng mình phải cố gắng niệm Phật làm lành, làm sao để trở thành cái người hiền. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ là cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Người hiền của đạo Phật giáo hảo là cái người phải biết niệm Phật. Người hiền đạo Phật giáo hảo phải là cái người làm lành nên giữ, thì cái người đó mới xuống con thiền từ bi Đức Thầy được. Còn nếu như giờ này chúng ta không là người hiền thì Thầy dạy làm sao? Bây giờ bổn đạo dư muôn, nửa sau lọc lợi một xuồng lưng lưng kính ông đạo. Hay hoặc là bổn đạo thì đông xuồng dông cho ông đầy. Thì những cái câu châm ngôn, những cái câu truyền khẩu này đồng đạo chúng ta phải nói rõ, đã nghe rõ rồi. Mình đã nghe bên tai cô bác mình ở nhiều thế hệ đã truyền khẩu đến đây, đến giờ này rồi, nhất là chúng ta là vùng thánh đạo. Vì vậy cho nên khi nói về khái niệm thiền từ thì chúng ta phải hiểu ngay. Thứ nhất, thiền là thiền của Phật. Thứ hai, thiền là thiền không đáy. Thứ ba, thiền là thiền từ bi. Và cái đặc tính sau cùng, thiền này chỉ chở người hiền, chở người lành thôi. Chứ cái người mà hung dữ xuống thiền này nó lọt luôn là đạo không ở được trên thiền này đâu. Thì đó là thiền từ. Và Thầy biết, Thầy khẳng định ở chỗ này là thiền từ Thầy rước lại non bồng. Có nghĩa là thiền từ này Đức Thầy sẽ chở chúng ta về non bồng. Như vậy thì non bồng là non nào? Kính thưa đồng đạo, có sự có lý. Nếu nói từ non bồng trong toàn bộ sấm thi, Đức Thầy viết 11 lần. Nếu nói từ bồng lai, Thầy viết 20 lần. Như vậy là non bồng cũng có nghĩa là bồng lai. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên non bồng ở đây thì có thể chúng tôi đưa ra ba cái con đường, tức là ba cái đích đến. Bởi vì ngay giờ này trong toàn bộ những cái từ non bồng rất là nhiều. Non bồng là bồng lai đồng đạo. Ở trong sự chọn nghĩa nhân đó, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta thấy rõ rằng với khái niệm này thì mình cũng phải bàn một số vấn đề về cái từ non bồng. Non bồng ở đây nếu nói về sự theo về kinh sách đó, nhất là về văn hóa Tàu thì non bồng nó đủ là non bồng dịch thị. Bởi vì theo văn hóa Trung Hoa đó thì họ có cái biển Bột Hải. Thì cái biển Bột Hải này có ba cái non rất là đẹp. Một là non bồng, hai là phương trượng, ba là danh châu. Như vậy thì phương trượng, danh châu và non bồng thì đây là ba cái bồng đẹp nhất có thể thiên hạ ở trên cõi đời này gọi đây là cái cảnh thần tiên tại thế. Bởi vì quan cảnh của ba cái non này rất là đẹp. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng đây là sự thôi. Cái từ non bồng trong cái lý Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy viết trên dưới 11 lần cũng như 20 lần thì từ bồng lai. Bồng lai tiên cảnh ai mà đi không đó. Thì không, Đức Thầy không nhắc đến từ mà non bồng ở ba cái núi, ba cái hòn đảo ở cái biển Bột Hải, tức là non bồng, danh châu và phương trượng. Mà Đức Thầy nói đây thì chúng ta hiểu cái từ non bồng này ở ba chỗ. Chỗ nhất Thầy dạy là kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa trời mấy năm, mà Thầy viết rất rõ trong sách giảng Nguyễn Văn. Như vậy thì non bồng ta ở giữa trời mấy năm là đây là chỉ non bồng cảnh tiên nè, tức là bồng lai tiên cảnh đó. Thì đó là nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai đó, từ non bồng ở đây là chỉ cho cõi Phật. Mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi, bồng lai điên dạy có ngôi, Tây Phương Cực Lạc hùng ngồi tòa sen. Tức là Đức Thầy có biết là Đức Thầy là ở non bồng, mà non bồng Thầy dạy là ở nơi Đức Phật A Di Đà, là chỉ cho cõi Phật. Có nghĩa là non bồng cũng chỉ cho cõi tiên, mà non bồng cũng chỉ cho cõi Phật. Giống như đoạn này chúng ta đọc thêm cho thấy rất rõ là non bồng chư Phật xót sanh linh đó, trí huệ trao dồi kháng kỷ kinh, thì rõ ràng non bồng chỉ cõi Phật. Rồi ngoài hai cái nghĩa đó ra, non bồng còn thêm nghĩa thứ ba nữa là gì? Non bồng chỉ cho Long Hoa Đại Hội. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là
Bồng Lai tại thế non vườn xanh, đẹp đẽ cho ta chỗ nhập thiều. Vì vậy cho nên qua câu giảng này thì cái nghĩa thứ ba này, non bồng là chỉ cho cái cảnh tiên tại thế. Cảnh tiên này khác với chỗ cảnh tiên mà kể từ cái cảnh ta về nha. Cái cảnh tiên mà kể từ tiên cảnh ta về thì viết trong quyển ba đó là cảnh tiên này là cảnh tiên chỉ cho núi Tà Lớn, chỉ cho ông Đạo Đa là cửu đá. Còn Bồng Lai tại thế non vườn xanh là chỉ cho cái hội Long Ma. Bởi hội Long Ma là hội tiên mà. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ cho chúng ta biết rất rõ rồi. Xem chung cuộc không thành tại thế. Như vậy thì qua cái câu cuối cùng này, thuyền từ thầy rước lại non bồng, thì giờ này chúng ta sẽ đúc kết lại nó có hai cái vấn đề. Một, đồng đạo chúng ta ráng làm lành niệm Phật, trong ngày cuối cùng tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được giữ hỏi. Thì lúc bây giờ rõ ràng là Bồng Lai tại thế non vườn xanh, cõi Bồng Lai ở tại thế gian đất nước Việt Nam này. Và cái thứ hai, khi về dự hội xong thì tất cả chúng ta sẽ được về Bồng Lai Phật cảnh. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì giờ này đồng đạo ráng niệm Phật làm lành, chỗ này cũng giống như Đức Thầy dạy ở ba chỗ khác. Một chỗ Đức Thầy dạy trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh, mà vừa rồi trong ban tổ chức cũng có một đồng đạo hỏi chúng tôi vấn đề này. Sẵn đây thì chúng ta bàn thêm vấn đề này cho vỡ lẽ để mình kết thúc cái chuyên đề ngày hôm nay. Một chỗ trong Diệu Pháp Quang Minh thì rất rõ, có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Vì vậy cho nên giờ này tôi và quý vị là những người có thiện căn. Hôm nay chúng ta bước vào cửa đạo là chúng ta trở lại với cửa thiền đó, tức là cửa thiền môn đó, bước vào cửa đạo. Vì vậy cho nên chúng ta ráng niệm Phật, ngoài tiêu trừ nghiệp trước ra thì chúng ta ráng niệm Phật đi. Đến cái ngày chung cuộc là chung kết, chung cuộc là cuối cùng, là cái ngày Đức Thầy về. Đến ngày chung cuộc chúng ta gặp Thầy. Vì vậy cho nên ý thứ nhất này muốn nói là đồng đạo chúng ta ráng niệm Phật, ngoài cái việc tiêu trừ nghiệp trước ra thì lúc bây giờ chúng ta ráng niệm Phật được gặp Thầy. Rồi chỗ thứ hai nữa, Đức Thầy dạy cho cô hai quân Cần Thơ, mong cầu gặp Phật hội Long Ma, còn ráng trì tâm niệm Phật đạt. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy dạy cô hai quân Cần Thơ cũng như dạy tất cả đồng đạo chúng ta, giờ này muốn về dự hội Long Ma, muốn gặp Phật tại hội Long Ma, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng trì tâm niệm Phật đạt. Nếu chúng ta có niệm Phật, có trì tâm niệm Phật thì mình mới về dự hội được. Và cái chỗ thứ ba nữa, Thầy viết cho trong khi Đức Thầy ở nhà ông Chí Giỏi, mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện lái thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng oan oai Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Thì rõ ràng như vậy thì ở ba cái chỗ này chúng ta phải rút kết lại vấn đề. Giờ này pháp môn tịnh độ đạo Phật giáo và hảo mình, nhất là chỗ này thuyền từ Thầy rước lại non bồng, thì đồng đạo chúng ta cố gắng niệm Phật. Nếu như mình niệm Phật tinh chuyên, làm lành lãnh dữ, thì tương lai tất cả chúng ta sẽ được soi đường minh thiện đến Long Quang. Lúc bây giờ mình được sáng đường để chúng ta về dự hội Long Ha. Bởi vì hội Long Ha là một cái cơ hội, mà cơ hội này 10.000 năm mới có một lần. Và đặc biệt từ xưa đến giờ thì phải nói là cái người mà phụ trách chủ trì các cái hội lớn này thì xin thưa rằng đếm với đầu ngón tay. Tại sao đầu ngón tay? Bởi vì theo lịch sử chúng ta biết chỉ có mất có hai vị thôi. Một là Nhiên Đăng của Phật lập Liên Kỳ Hội, hai là Thích Ca Mâu Ni Phật lập Linh Sơn Hội. Thì chỉ có hai người này là hiện tại và quá khứ thôi. Và tương lai Đức Thầy chúng ta là Di Lặc Phật sẽ lập Long Hoa Đại Hội. Vì vậy cho nên hôm nay mình là tín đồ Thầy, trong thời kỳ này mà chúng ta lại niệm Phật làm lành để về giữ cái hội tại non bồng này, thì tôi thấy rằng đây là một cái điều hết sức là phải nói rõ là may mắn hạnh phúc nhất trong đời chúng ta. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta hướng về đây, dầu rằng cái chân lý chúng ta là niệm Phật giải thoát đúng không, dầu rằng chúng ta niệm Phật tỏ liên đài ngồi tòa sen như tôi nói hồi nãy, nhưng mà trước khi tỏ liên đài, trước khi ngồi tòa sen thì đồng đạo chúng ta phải về gặp Thầy mới được đồng đạo ạ. Nếu như giờ này giả sử như mình là cái người niệm Phật tinh chuyên, tôi và quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tôi và quý vị niệm Phật được bản lai thanh tịnh, thì lúc bây giờ là chúng ta là phải nói rõ là mình về với Phật rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ về với Phật bằng cái tâm thức, rồi về đó đợi đến khi Đức Thầy chúng ta lập hội,
đến cái ngày mà tớ thầy tôi Chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chung cùng, thì đến ngày đó chúng ta sẽ về cùng với Đức Thầy ở tại non bồng tại thế đây, bồng lai tại thế sẽ về cùng Đức Thầy. Rồi khi về cùng Đức Thầy, mà Đức Thầy cho biết là trên đài cao gọi các linh hồn, khi về cùng Đức Thầy, Đức Thầy định ngôi phân thứ xong rồi, người nào phước đức lớn, niệm Phật được bản lai thanh tịnh, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà sẽ có sẵn ở tại đó. Bởi vì Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà, ngày xưa cái người niệm Phật phải về đến cõi Phật mới gặp Đức Phật. Còn ngay giờ này người tín đồ Phật giáo và hảo niệm Phật đến dự hội Long Hoa là chúng ta sẽ gặp được Đức Phật tại đó. Nếu mình đầy đủ công đức, sau khi chúng ta đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương với Thầy rồi, thì lúc bây giờ mình đầy đủ công đức thì Phật A Di Đà mới dắt mình về cực lạc. Người nào đức kém một chút ở lại cùng Đức Thầy để định ngôi phong thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, người nào phước kém nữa thì lúc bây giờ sẽ được làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Người nào mà không tu, người nào mà cãi Thầy, người nào mà làm sai thì còn kẻ chẳng tỉnh tâm đến sau đền tội cũng chẳng cách Phật tiên sao không chỉ bảo. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ như ban ngày, từng câu từng chữ mà tôi nhắc. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận định đúng. Cho nên giờ này có nhiều đồng đạo mình đã đặt vấn đề, tại sao niệm Phật không về cực lạc mà niệm Phật lại về dưới hội Long Hoa? Bởi vì hội Long Hoa nó lớn lắm, đây là một cơ hội rất là lớn. Dầu rằng chúng ta về cực lạc, nhưng mà đến hội này chúng ta cũng phải trở về dự hội với Thầy nữa. Phải nói gọn vậy đó. Vì vậy cho nên cái chân lý rất đáo chỗ này. Và do đó cho nên ở cái chỗ cái câu cuối cùng này, thì từ Thầy rước lại non bồng, thì đồng đạo chúng ta được về bồng lai tại thế non dường sánh, ở ngay tại Long Hoa Đại Hội như chúng ta bàn nãy giờ. Thì khi đến đó rồi mà chúng ta đầy đủ công đức niệm Phật tinh chiên, thì cuối cùng lúc bây giờ chúng ta sẽ được cùng với Thầy, chúng ta sẽ về một cái nơi vĩnh cửu, một cái nơi an dưỡng, một cái nơi mà Thầy dạy rất rõ là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, một cái nơi mà Thầy dạy rất rõ là dầu cho nay xa cách sở tề, sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ bình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì chúng ta gặp Thầy hai chỗ, gặp Thầy một chỗ hội Long Hoa, và chúng ta sẽ gặp Thầy ở cõi Phật. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trở lại bốn câu giảng này, tan bồng đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Vì vậy cho nên bốn câu giảng này Mỹ Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta rằng, cái thứ nhất, Đức Thầy muốn chấn an cho tất cả đồng đạo chúng ta đừng hoang mang. Giờ này chúng ta cứ thực hiện theo cái giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy thì nhất định chúng ta sẽ giải thoát. Đúng như câu mà Thầy dạy là thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho báo tánh liệu bời tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Thì đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong con đường tu của mình là những người đã phải nói lặng hụp ở trong một cái định nghiệp, đã chịu quá nhiều cái nghiệp quả chi phối, nào là ân nợ, nào là nghiệp nợ trong đời tu của mình. Vì vậy cho nên hôm nay khi trở về đạo, cái quan trọng chúng ta phải cải hối, chúng ta phải ăn năn, mình phải nguyện là từ bỏ những cái tội nghiệp mà chúng ta gây tạo trước đó, và mình không gây cái nghiệp mới. Và đồng thời ý thứ ba là mỗi đồng đạo chúng ta phải kiên trì câu luật tự. Công năng câu luật tự nó sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ được cái nghiệp, giúp cho chúng ta được đầy đủ công đức. Bởi vì hôm nay chúng ta niệm Phật là mình niệm vô lượng hoang, lô vô lượng công đức và vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta niệm Phật là mình chia sẻ công đức Đức Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật là chia sẻ ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật là mình chia sẻ cái vương thọ của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên chúng ta niệm Phật sẽ giúp cho mình tiêu trừ cái nghiệp. Và khi làm được các điều đó là nhân tu, thì cái quả chứng sau cùng tất cả chúng ta sẽ được về dự hội Long Hoa, tức là chúng ta sẽ về dự hội cõi bồng tại thế này, và sau đó thì tất cả chúng ta sẽ về cực lạc. Và đồng thời bốn câu giảng này, đây là một cái triết lý học Phật tu nhân. Kính thưa đồng đạo, học Phật là ở cái chỗ chúng ta biết được cái con đường về cực lạc, cái con đường tu hành. Tu nhân là chúng ta hiểu ngay về cái ơn nợ nghiệp nợ, và đồng thời trong này còn có đủ về thiền tịnh song tu. Thiền là gì? Tức là ăn năn sửa lấy lòng, gọi là thiền. Mà niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thì khi có tiền, có thiền tịnh song tu, thì đương nhiên kết quả sau cùng chúng ta sẽ đồng đăng biển ngạn. Do đó cho nên hôm nay là người tín đồ là Phật giáo hòa hảo,
Thì đây là một phương châm hành đạo mà theo tôi nghĩ rằng tất cả đồng bào chúng ta đã và đang thực hiện, và mong rằng mình phải thực hiện xuyên suốt hơn nữa trong đời tu của mình. Bởi vì đây là một cái bài pháp rất là quan trọng, giúp cho chúng ta thăng hoa vào cái lộ trình giải thoát, cũng như chúng ta về dự hội long qua. Bằng ngược lại, người tín đồ là Phật giáo hòa hảo mà chúng ta không ăn năn sửa lấy lòng, chúng ta không trì công luật tự, thì đương nhiên đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì Đức Thầy dạy, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Do đó cho nên hôm nay bốn câu giảng này mang một tính chất giáo dục tích cực, giúp cho tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày. Thì cũng trên dưới khoảng 1 tiếng 15 phút, thì cũng cố gắng đem hết cái học hỏi của mình để chia sẻ với quý vị qua 4 câu giảng trong cái bài Đức Thầy cho Phan Cầu Bá. Thì trong quá trình chia sẻ, không sao tránh khỏi những sơ sót, thì cũng ngưỡng mong quý vị cao minh, cao độ tổ thầy bổ khuyết thêm chúng tôi. Thì cuối cùng chúng tôi cũng hết sức là tri ân quý vị đã dành thời gian vắng lặng để theo dõi sự trình bày chúng tôi. Và đặc biệt chúng tôi hết sức là tri ân vị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thị trấn Chợ Mới quan lâm đến đây để dự buổi lễ tiếng giảng, và cũng ngồi suốt với chúng ta trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh cái tinh thần của bà, đề nghị hội trường chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho cô luôn luôn thành đạt, hạnh phúc trên mọi cái lĩnh vực đời sống hàng ngày. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả quý đồng đạo chúng ta muôn người như một, làm lành lánh dữ, chuyên trì niệm Phật, để đến cái ngày cuối cùng chúng ta sẽ được gặp Thầy, gặp Phật. Và chúng ta phải luôn luôn tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy, tức là việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ôi hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Trân trọng kính chào, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn thời gian tuy rất ngắn nhưng mà ông Phan Chí Tâm rất là tâm huyết và mình chia sẻ cho toàn thể cô bác anh chị em ở đây nghe được những cái ý rất là tốt của Đức Thầy triển khai lại. Chúng tôi cũng nắm được luôn cái đó để mà tu hành cho đạt kết quả sau này. Chân thành cảm ơn ông Phan Chí Tâm rất nhiều.